độ khoảng 3 năm trở lại đây thì bắt đầu xuất hiện những tổ chức xã hội dân sự không được đăng ký và chủ yếu hoạt động về vấn đề nhân quyền và vận động dân chủ. Và chính quyền nhìn các cái tổ chức xã hội dân sự này như những tổ chức bất hợp pháp, như những thế lực thù địch. Tuy rằng những tổ chức xã hội dân sự này nó hoạt động không có đăng ký nhưng vẫn là hoàn toàn hợp pháp, và họ cũng hoạt động để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ, không phải là để chống nhà nước, cũng không phải là để thù địch với bất kể một cái đảng chính trị nào. Tuy nhiên, hoạt động của họ làm xói mòn cái sự độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.